Xin chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình Hôm nay kênh phụ kiện chỉ nhãn 789 Tiếp tục giới thiệu với các bạn một mẫu kính cương lực Kính cương lực này là một mẫu kính dành cho iPad 10 các bạn nhé Con này là con Gen 9 Gen 9 này còn gọi là iPad 10 đấy ạ Thì con này có kích thước màn hình là 10.9 inch 10.9 inch và con này có uh, hiện tại đang có bao da và kính cường lực các bạn nhé bao da kính cường lực và dán uh, ốp dẻo uh, silicon đấy thì hôm nay mình sẽ làm một cái đoạn video ngắn sẽ giới thiệu để các bạn cái mẫu kính cường lực của con iPad 10 này đây là một mẫu kính uh, của hãng Grad các bạn nhé Thực ra gọi là hãng nhưng mà nó là của Trung Quốc thôi đấy kính này đang bán trên thị trường khá là hợp lý hiện tại bên mình đang bán trên shopee với giá là chưa đến 50.000 đâu các bạn nhé chưa đến 50.000 một tấm kính này cương lực độ trong suốt và độ uh, mượt thì rất là chuẩn luôn. Đấy. <laughs> Với cái kính này thì rất là dễ dán luôn. Nên, uh, trong kính thì sẽ có kèm sẵn cả bộ giấy lau vệ sinh để lau chùi máy trước khi chúng ta dán thì nó sẽ rất là tiện. Đấy. Với những bạn nào mà uh, không có dụng cụ thì cũng có thể dán được. thì sau cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách dán và cách sử dụng các bạn nhé. Với những cái tấm kính như thế này thì khi vận chuyển thì bên mình sẽ Có nhiều trường hợp thì sẽ bỏ cái vỏ này đi Chỉ đóng nguyên cái kính thôi cho nó gọn các bạn ạ Thì cũng có một số loại kính thì mình sẽ để cả vỏ Và cũng có một số loại kính thì mình sẽ bỏ cái vỏ đi để nó gọn ví như cái kính này thì mình sẽ đóng cả vỏ các bạn nhé Nó tùy theo đơn hàng, có đơn mua kèm bao da hoặc là có đơn uh, mua riêng Thì là mình sẽ đóng làm sao để nó phù hợp nhất với cái uh, cái hộp hàng để chúng ta đảm bảo khi nhận hàng nó không bị bể vỡ Đấy. thì đây trong hộp nó sẽ có sẵn một cái giấy nâu như này đây là số 1 số 1 là giấy nâu cồn các bạn nhé Và số 2 là giấy nâu khô thì để mà dán được cái kính thì chúng ta đầu tiên là cái máy chúng ta cần phải vệ sinh sạch bằng cái giấy số 1 này lấy cồn lấy cái giấy này nâu hết vòng quanh cái phần máy đi Đó, cho nó sạch thì nếu mà cái máy của chúng ta mà mới thì nó chỉ nó qua một lượt là sạch rồi nhưng mà với cái máy mà đã dùng lâu ngày nó bẩn quá ấy, thì cái giấy này nó có khả năng là nó sẽ không lau được hết cái bẩn thì trước tiên chúng ta sẽ nên dùng cái khăn sạch chúng ta giấy ăn chúng ta lau sạch cái màn hình qua trước đi rồi chúng ta sẽ dùng cái giấy cồn này để lau lại để cho nó khử hết những cái ố những cái bẩn rồi khi lau lau mình thấy nó sạch rồi thì mình sẽ dùng khăn khô để mình khăn số 2 mình sẽ lau lau khô các bạn nhé với cái điều kiện là các bạn phải khéo tay một chút thì các bạn lau thật sạch lau khi nghiêng máy nên nhìn không có một hạt bụi nào nữa thì chúng ta sẽ lấy kính ra và dán đấy thì cái kính của chúng ta của con ipad này thì nó sẽ có những gì thì đây mình cũng mở hộp review trực tiếp lên các bạn con ipad 10.9 này thì nó sẽ có cái phần khoét ở đây đó với cái dòng các dòng iPad trước thì nó sẽ có nút Home và cái dòng 11 inch thì nó sẽ không có nút gì cả nhưng mà đến cái dòng của con uh, iPad 10 thì nó có một cái nút ở đây đấy, cái chỗ này người ta sẽ làm khuyết các bạn nhé các bạn lưu ý là cái kính sẽ làm khuyết ở chỗ này và khi chúng ta đã vệ sinh cái kính thật sạch xin nó vệ sinh cái máy thật sạch thì chúng ta có thể là uh, lau giấy lau số 1 đấy nấu số 1 và số 2 nào rất là sạch rồi thì chúng ta sẽ mình sẽ để cái này đây để cho nó đẹp chúng ta sẽ bóc cái này các bạn nhé Đấy, cái siêu này sẽ được lột ra Đấy, các bạn sẽ nhớ lưu ý hộ mình này Cái kính nó sẽ có hai mặt các bạn nhé Mặt bên này là mặt Có cái chữ số 1 Black này Cái mặt này thì chúng ta sẽ là cái mặt ốp vào màn hình Ví dụ như đây là cái máy, đi máy, máy, máy tính bảng các bạn nhé các bạn sẽ lau sạch rồi các bạn sẽ bóc cái này ra và lột ra dán cái này vào màn hình đó, cái mặt phía này, mặt phía trắng này sẽ là mặt khi chúng ta sử dụng còn cái mặt bên này, đây cái mặt mà có cái giấy lá đỏ này chúng ta sẽ bóc vứt đi và dán vào màn hình đặt thật cân, dán vào chuẩn, mình căn lựa làm sao đúng bốn góc này nếu mà chúng ta cẩn thận thì chúng ta sẽ ví dụ như đây là cái máy tính bảng cái iPad các bạn nhé trước khi chúng ta dán chúng ta lên ướm nó trước như này đó ướm trước như này chúng ta ướm thấy làm sao nó cân đối nó vừa đây, mình sẽ cầm hẳn lên đấy đây là cái ipad nha thì chúng ta sẽ ướm làm sao à, ví dụ thôi nha các bạn nha cái kính cái, cái, cái dây hộp này nó sẽ rộng hơn như cái ipad thì nó sẽ vừa zin Đấy, chúng ta sẽ ướm làm sao cho nó cân như này khi chúng ta ướm cân như này thì chúng ta sẽ định hình được cái kính là khi dán lên nó sẽ như nào thì lúc đó chúng ta mới sẽ dùng cái giấy này đây, mình sẽ cố gắng là sẽ bóc một cái ra để chúng ta cùng xem trực tiếp các bạn nhé đây là một cái giấy lau cồn các bạn nhé giấy lau ướt Đấy, chúng ta sẽ lau qua để các bạn cùng nhìn đây là giấy lau ướt với cái điện thoại lau bằng cái giấy này thì những cái thiết bị sạch hoặc là mới thì cũng nó cũng không bẩn nữa các bạn ạ lau rất là sạch đấy lau như thế này đi xong chúng ta đấy, chúng ta sẽ thấy nó bị ướt đúng không vì cái giấy này là bên trong nó có cồn mình sẽ tiếp tục mình sẽ xé cái giấy thứ hai này đi đấy. đơn giản trên điện thoại và trên ipad nó như nhau thôi nhưng ipad nó sẽ là cái, cái cái bản rộng hơn thôi thì chúng ta sẽ phải cầu kỳ hơn đó chúng ta sẽ lau nha các bạn dùng cái giấy này chúng ta sẽ lau kỹ lau đi nó lại nó sẽ khô vì cái này cái màn hình của mình nó cũng đang bị xước và nó cũng cái giấy kia là nhiều cồn quá thì chúng ta lau nó sẽ bị lâu hết cái cồn nhưng mà cái nếu mà cái máy của chúng ta mà chúng ta bóc cái dán uh, siêu của nó ra thì màn hình nó rất là phẳng thì nó sẽ không có cái vết xước như của mình này của mình đây do dùng quá lâu nó bị xước cho nên là khi cho cái giấy cồn lên nó sẽ bị đọng nước ở những cái vết xước các bạn nhé cho nên lau đây chúng ta sẽ thấy những cái vết nó khô dần đây chúng ta cái lau lau sao nó khô và thật là khô khi chúng ta nghiêng đi thì nhìn cái màn hình nó phải bóng các bạn nhé không cần một tí bụi nào như đây thì cái này của mình đang có dán cho nên là nó sẽ nhìn nó không được sạch thì chúng ta sẽ đây chúng ta sẽ bóc cái này ra bóc cái này ra và dán thẳng như này lên màn hình luôn đấy. dán thẳng lên màn hình luôn thì nó sẽ tự động nó dính vào cái màn hình cái đi ipad của chúng ta nên là rất là dễ dán thôi đấy thì với cái kính như thế này thì bên mình hiện tại đang bán trên shopee shopee và ada các bạn nhé. nên đặt hàng mình có để dưới phần mô tả của video. Hiện tại bên mình đang bán rất là nhiều các loại kính cường lực cho các dòng ipad, iphone và samsung, xiaomi, oppo rất là nhiều. Tóm lại là kính nào bên mình cũng có hết. hãng lọ hãng kia, nikin, basu rồi Kurum rồi kính thường, rồi, kính full, kính không full đủ hết các bạn nhé. bao ra ipad, máy tính bảng Đấy. Rất là nhiều các thể loại, bao da này, ốp dẻo này, ốp nhám này, ốp đen này, rồi pin cáp sạc tai nghe. Đó. Các bạn cần bất cứ một sản phẩm gì thì bên mình đều đáp ứng được hết. Bên mình có đủ và bên mình chuyên sỉ các bạn nhé Nếu các bạn mua dùng thì các bạn cứ đặt trên Shopee của mình thì giá cả rất là mềm, rất là cạnh tranh luôn. Đấy. các bạn có thể lên Shopee để tham khảo giá cả và sản phẩm các bạn lưu ý là phải chọn đúng đời máy các bạn nhé iPad 10 10.9 inch năm 2022 đấy con này còn gọi là gen 9 chứ không được nhầm về gen 8 các bạn nhé gen 8 là có 10.2 inch thôi con này gen 9 iPad 10 10 nó là 10.9 inch và nó cũng không dùng chung bao da với kính cường lực của con à, e4 cũng 10.9 inch nhưng nó là e4 các bạn nhé các bạn lưu ý hai dòng e4 và iPad 10 hai dòng nó đều 10.9 inch nhưng mà này nó sẽ khác và ốp lưng nó cũng khác nhau cho nên là các bạn lưu ý để tránh nhầm lẫn giữa hai sản phẩm của chúng ta đấy cho nên là mình lưu ý quan trọng nhất với các bạn là khi mua hàng chúng ta nên lựa chọn đúng đời máy nếu chúng ta không biết chúng ta có thể lên Google để gõ tra hoặc là hỏi shop nếu mà shop chưa kịp trả lời chúng ta có thể lên Google để tra để mua được đúng cái đời máy của mình nếu mà các bạn muốn không biết máy của mình là máy gì thì các bạn cứ vào phần cài đặt vào phần giới thiệu máy thì các bạn sẽ thấy thông tin của máy là chúng ta có thể check cái mã ở trên Google nó sẽ ra chính xác cái tên máy các bạn nhé các bạn lưu ý là iPad 10 là iPad mới nhất hiện tại là iPad mới nhất thì à, đó những cái sản phẩm này thì bên mình có bán lẻ và bán sỉ nếu mà các bạn muốn nhập sỉ bao ra kính cương lực về bán cửa hàng hoặc đổ sỉ thì các bạn hãy cứ gọi trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên màn hình không chín ba hoặc các bạn zalo nhắn tin qua zalo và để mình báo giá tốt nhất, Đấy. giá luôn luôn cam kết là rẻ các bạn nhé, ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ là có thật chứ không phải là rẻ mà đều các bạn nhé, cam kết với các bạn là hàng một trăm phần trăm giống quảng cáo hiện tại bên mình rất là nhiều các hãng kính khác nhau, nên các bạn mua lại nào bên mình cũng đáp ứng được hết giá cả cực kỳ cạnh tranh đấy xin này hãy cứ inbox zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho mình theo số trên màn hình còn các bạn mua sản phẩm về dùng thì cứ đặt hàng theo link sản phẩm dưới phần mô tả của shopee các bạn nhé mình có gắn link đặt hàng bên dưới đó các bạn có thể vào đấy lựa chọn sản phẩm các bạn lưu ý là trên một link hàng ví dụ như link bao da thì sẽ có cả phân loại kính và bao da và ốp đó hoặc là cũng gọi là trên link kính thì phân loại là giấy nâu cái giấy nâu như dạng như này này mình vừa xé này mình sẽ có bán kèm thêm và kính cường lực và bao da ốp chúng ta lưu ý là khi chúng ta mua hàng chúng ta phải lựa chọn đúng cái sản phẩm chúng ta cần mua chúng ta cần mua kính thì chúng ta chọn kính và cần mua thêm giấy nâu thì chọn thêm là giấy nâu một hai còn là nếu mà chúng ta cần mua bao da mua ốp thì chúng ta chọn phân loại mỗi một sản phẩm sẽ có giá khác nhau cho nên chúng ta hoàn toàn phải lưu ý là lựa chọn sản phẩm nào sẽ có giá tiền sản phẩm đó và bên mình sẽ gửi đúng theo đơn hàng các bạn nhé thì không phải là trên cái link kính là bắt buộc mình sẽ gửi kính đâu nếu mà à, các bạn chọn kính như mình sẽ gửi kính các bạn chọn giấy nâu mình sẽ gửi giấy nâu để và những cái khách hàng có thể nhu cầu mua kính này về như người ta à, muốn mua thêm một giấy nâu một hai để về vệ sinh máy này hoặc là để dán cho máy khác này hoặc là người ta muốn mua kèm cả kính cả ốp thì người ta sẽ thêm từng sản phẩm vào giỏ hàng một thêm kính vào giỏ hàng xong lại quay lại thêm ốp vào giỏ hàng nó lại quay lại thêm uh, giấy nâu và uh, giấy hào giỏ hàng thì người ta sẽ mua được rất là nhiều sản phẩm cần mua trên một linh hàng thì sẽ không phải tìm nhiều linh hàng khác nhau các bạn nhé. Thì lúc đó chúng ta sẽ thêm vào giỏ hàng rồi chúng ta sẽ lựa chọn và quyết định mua, chúng ta sẽ bấm mua ngay đó. Thì à, à, lúc đó sẽ lên đơn và bên mình sẽ đóng hàng và gửi hàng theo đơn hàng. Ok. Đấy là mình cũng hướng dẫn qua các bạn cái quy trình để mua hàng để tránh nhầm lẫn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình ra các video tiếp theo nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn